Xin chào ông bà, cô chú. Trời ơi, bữa nay tự mở cửa được luôn rồi. Thấy chưa, đưa mẹ coi coi. Đưa mẹ con coi. Thấy chưa? Ông già ơi, ông già ơi. Ông già ơi. Chay ra ngoài ông già ơi. À, khoe cho ông bà cô chú coi đôi dép mới chay. À, sáng nay chay đi chợ sớm. Mua được 3 đôi dép. À, đây. Đây là đôi dép đầu tiên của chay, đôi dép con heo hồng. Chay ơi, ông già bắt làm sao? Mở mi. Xe đẹp đâu chỉ cô chú coi. Xe. À xe. Ủa. Anh vali nữa nè. Đó. Cô chú coi con heo vàng nè. Đó. Mẹ săn lên rồi. Hả? Sao con? À móc cửa lại rồi. Ok. Con heo vàng tăng. Xe đẹp đâu đi? Xe đẹp đâu? Chỉ mẹ coi xe đẹp đi. Nè. Đưa tới mẹ con mang cho. Tới. Dép. Con nắp đi. Đó, cô chú coi chân này là tự sơn nè, đó. Kết quả của việc tự sơn móng chân nè. Ồ. Rồi. Mẹ Ngân làm xong nói làm sao? Thank you. Quậy vừa thôi nha. Thôi, không cần dọn dẹp. Trời ơi, ngày nào ra cũng bắt chước hết trơn. Mẹ Ngân làm gì cũng làm theo hết á. Ờ, à, thôi, khỏi. Khỏi luôn. Đó, cô chú hả? Mỗi lần mà ra thấy chay mà ra ngoài không mang dép là cô chú nhắn tin cho mẹ Ngân. Cho mẹ Ngân cái đó là dơ lắm con. À, cho em mang dép vô. Là mang dép cho chay hả? Không biết bao nhiêu đôi dép luôn cô chú. Nhưng mà thói quen của con nít á, nó vội vàng nhân ra không có mang dép. Giờ sáng đi chợ thấy mấy cái đôi dép cưng quá, mua cho 3 đôi dép. Quét nhà hả? À son môi không? Mẹ Ngân có cái son này, son không? Son môi không chay ơi? Đó, coi chay quét nhà, cô chú coi chay quét nhà nè. Đâu con quét chứ thì con hốt nha, nên con quét chỗ sao? Hả? Quét chưa? Trời ơi, chay quét nhà luôn cô chú ơi. Đó, giỏi dữ ta. Quét nhà cho mẹ Ngân nha. Quét hốt rác luôn ông ngoại nha, thấy chưa? Trời ơi, em quét em hốt rác luôn. Ông ngoại đi mua sữa cho chay hả? Bữa nay về Việt Nam đi xe máy, thấy ông ngoại đi xe máy thế nào cũng đòi cho coi nè. Rồi, biết ngay mà. Không được. Ông ngoại đi ra ngoài là ông già bắt á. Ông già, ở ngoài có ông già. Bye bye ông ngoại con, bye bye. Lát mẹ Ngân chở đi thú nhúng nha. Xí nữa mẹ Ngân chở đi cột tuột. À Bobby, để cho chay quét nhà. Con heo vàng này. Để con heo hồng quét nhà nè. Đó, trời ơi, thấy chưa. Một trời châm vàng là hai trời vàng châm. Trời ơi, chay thương chưa. Đâu con quét nhà cô chú coi đi, nhanh lên. Quét nhà sạch sẽ lắm chứ bộ. Hả? Cầm chổi lên. Mai mẹ mua cho cái chổi nhỏ nhỏ quét nhà nha. Quét nhà mình không quét đi, quét nhà hàng xóm con. Được cái nhà Ngân, bên nhà Ngân là khoảng đầu giờ chiều á. Sao á, đứng lên. Là cái khu chỗ này nó rất là mát luôn cả nhà. Giờ này mới có khoảng 2 giờ chiều thôi, nhưng mà lại không có ánh nắng khuất qua bên này á, cho nên nó mát. Mát mẻ. Giờ trưa hai anh này là ngủ trưa xong dậy rồi. Ăn xong tắm rửa sạch sẽ ra ngoài chơi đó. Để ngồi. Bali, đi vô. Dơ con, lát nguy hiểm. Đứng lên, mới tắm xong, đi vô. Đứng lên, mẹ Ngân giúp cho. Để mẹ Ngân giúp. Ô, phủi tay đã. Đúng rồi, phủi tay, đúng rồi, giỏi quá. Con cũng phủi tay nè, con phủi tay luôn hả? Chay ơi, đi vô lấy bác sĩ cho mẹ. Đi ra khám làm ly. Đi, chạy vô lấy đồ bác sĩ đây nha. Đi, nhanh lên chạy vô lấy đồ bác sĩ cho mẹ Ngân đi. Đi vô con, nguy hiểm. Vô. Ngoại nữa chứ. Ngoại. Nắm tay. Ôi trời, thấy rồi nghe. Ly nói đi. Ồ, chưa về Ly dơ miệng rồi.
nhớ không? Chay 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 rau bển. Ông già, ông già ơi, bắt chay chay chay, mẹ ngưng thấy ông già kìa, thôi nhanh lên nhanh lên, ông già kìa, chay chay. Nhìn đôi dép cưng ghê á. Dép đẹp con, dép đẹp, dép đẹp con đâu, dép đẹp đâu, dép đẹp con đâu, chị em nào coi ngoại coi coi. Dép đẹp quá ta. Đâu dơ chân lên nhau ngoại. Ồ ba liền có đôi dép đẹp. Ba liền cũng dép đẹp kìa. Hai đứa nghe cái đẹp đi theo cái đẹp đó. Họ nghe nó dép đẹp cái ông. Dép đẹp á. Mẹ mẹ phủ tay con. Trời ơi, bắt trước nhau nữa chứ. Phủ tay. Ồ, giờ giờ phủ tay đi, phủ tay sao? Ồ đúng rồi, phủ tay. Ba Ly phủ tay con. Ba Ly phủ tay làm sao? Ba Ly phủ tay nè. Chạy chạy chạy. Ngon. Rồi cho vào nồi cho. Cầm tay em con. Con muốn chơi nắm tay Ly đi chơi. Nắm tay Ly đi chơi. À, đi, dẫn Ly đi chơi nha. Trời ơi, thương chưa? Cô chú thích nhất là cái hình ảnh mà chay dẫn nắm tay Ba Ly luôn á. Vô. Nắm tay em vô con, ra ngoài bắt cóc á. Chay ơi, nắm tay Ly vô. Đi đi, nắm tay vô đây nè. Coi coi Ly nè, coi Ly nè. Nắm tay đi. Đi vô bắt cóc á. Chay vô, đúng rồi, vô, đúng rồi, chay khôn quá. Đúng rồi chay ơi. Nói Ly vô. Vô. Vô mẹ Ngân lấy hái trái này cho ăn nè. Đi vô mẹ hái trái cây cho. Đi, vô. Đi. Đó. Ngoại hái trứng cá, cây trứng cá chăng nè. Tính kiều ngoại. Nói sao? Nói rồi. Thank you. Em Ly đâu mất rồi? Anh Ba Ly đâu? Ba Ly đâu rồi cháy? Ba Ly đâu rồi? Con đi đâu để mất lạc mất Ba Ly đâu rồi? Con kêu Ly. Ủa. Trời ơi, còn cho Ba Ly một trái nữa chứ. Ba Ly ơi, rớt dép Ba Ly ơi. Chê vậy bơi không chạy? Con dạ đi mẹ dẫn đi bơi. Cái gì vậy? Rồi giờ đứa nào cũng đi giành ông ngoại nè, đó. Cái gì vậy? Ba Ly sợ chay giành mất ông ngoại. Chay chay Ba Ly giành ông ngoại rồi kìa. Đó, anh nghe nó bơi giờ nó vô bỏ dép đi lên hầu. Giờ đi cất dép. Có bơi không? Chưa. Cất dép kệ đi mẹ Ngân dẫn đi bơi nè. Đi bơi không? Đi cất dép đi. Anh trời cất cây no. No. Trời ơi. À, ý là ông ngoại để cho nó đóng cửa. Cửa lại nó không cho đó. Rồi đóng cửa. Bye bye. Bye bye thôi mình đi. Bye bye. Ly. Đi 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 chở lấy xe máy chở Ly chơi nha. Mấy bà cháu mình đi chơi đi ơi. Ông ngoại đi đi lấy xe máy chạy chơi ông ngoại ơi. Lấy xe máy chạy chơi ông ngoại ơi. Bye bye chay. Ủa. Bye bye chay nha, đi đi xe máy nha. Thôi nè, bye bye nè, bye bye cô chú đi rồi đi 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 tắm nè. Con nói bye bye đi. Ờ giờ mang dép đi. Thế không ai đi đi tắm hết, giờ bắt đầu mang dép đi chơi tiếp nè. Ôi tự mang dép luôn cô chú. Ôi thương chưa, giờ mới để ý ra đó. Biết tự mang dép là thấy thương không? Đưa cái chân sát vô một xíu nữa con. Rồi kéo lên. Úi chà, ok nữa chứ. Ok. Ok. Rồi ok. Rồi bye bye cái đã ok rồi bye bye đi. Ê có chừng ghê. Bye bye. Bye bye. Mì gió, mì gió, mì gió. Mì gió, mì gió. Coi này. Qua đây nè, chay qua đây mì gió mà. Ôi ô ô. Đâu chay đâu, chay mì gió mà cái này đi đi tắm nè. Ôi chay giờ mê tắm rồi. Xin chào ông bà cô chú nè. Ai là? Chay chay, chay ơi. Chay. Ai á? Qua chay nó thổi kèn nè cô chú. Đây 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 đây. Nè, bỏ quên cái tài nữa không? Đây đây. Trời ơi, chơi xung quanh nồi vậy hả? Coi được đời không? Cô chú coi nè. Út, Út đâu? Mời con cho mẹ coi. Mời con cho mẹ coi chứ. Con cho mẹ coi chứ, con làm gì con dành điện thoại con mình con vậy vậy?
Ừ, ra đi đó. Mama. Mama đâu? Coi coi được không? Ngồi xuống cho mẹ coi với. Ủa mẹ đang coi Út mà con làm gì vậy? Sao con không cho mẹ coi với vậy? Đưa bây giờ cô chú đưa cho nó cái iPad, nó không chịu coi iPad. Đang nằm coi video của Út Út nó mới vừa đăng lên. Nó không cho tôi coi. Coi được không? Nó cầm nó giành điện thoại, nó nói Út nó cầm nó giành điện thoại. Không làm. Làm gì vậy? Khó hiểu không mày. Đi đâu á? Mày lấy ba bà cho cháy nha. Bây giờ không chịu coi iPad nữa rồi cô chú ơi. Thôi mình lại mình coi Út. Mày coi Út. Chạy coi Út không? Coi Út không? Mày lại coi Út nè. Mày lại đây. Đi. Thôi, mày coi Út nha. Hả? Mẹ coi hả? Lên đây coi mẹ nè, lên.